Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giải bài tập số 24. Hãy liệt kê các giá trị trong mạng mà thỏa mãn điều kiện lớn hơn giá trị tuyệt đối của giá trị đứng liền sau nó. Đấy, với cái mạng ở đây mình cho là sẽ là mạng số thực. Đấy. Thì ở đây mình sẽ đưa ra một cái ví dụ đơn giản cho các bạn có thể dễ dàng hình dung được. Ở đây mình cho một cái ví dụ của một cái mạng gồm có 4/4 là 11 trừ 6, 7 và 10. Đấy. Thì ta có thể theo yêu cầu bài toán thì mình sẽ đã in được ra cái kết quả là 11. Đấy. Thì vì sao lại mình lại in được ra cái kết quả 11 này? Thì do là cái số 11 này này. Số 11 đây. Nó lớn hơn cái trị tuyệt đối của âm 6. Đấy. 11 này nó lớn hơn cái giá trị tuyệt đối của cái số liền sau nó này. Đấy. Cho nên là nó đã in ra kết quả là 11. Đấy. Và nó kiểm tra như vậy, nó lấy từng cái số của phần tử này, từng cái giá trị của phần tử này. Đầu tiên nó lấy số 11 này, nó cứ kiểm tra với cái số so sánh với cái số sau nó này, là số âm 6 này. Nếu như đúng thì nó sẽ in ra kết quả này. Và tiếp tục này, nó sẽ lấy cái số âm 6 này này, nó kiểm tra với cái số 7 này này. Nếu như nó đúng thì nó sẽ in ra kết quả là âm 6. Đấy. Nó cứ làm tiếp tục làm như vậy. Nếu gặp cái trường hợp nào mà cái giá trị tuyệt đối cái số liền trước này gặp cái trường hợp nào mà cái số liền trước này, giá trị của số liền trước này nó lớn hơn cái giá trị tuyệt đối của số liền sau này thì nó sẽ in ra cái giá trị của cái số liền trước này. Thì đó là cái cách để tìm ra cái giá trị trong mạng mà thỏa mãn cái điều kiện của bài toán. Đó cũng là cái coi như là cái thuật toán của cái bài toán này. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đến cái phần đi chi tiết về cách để viết code cho cái chương trình này. Thì đầu tiên mình cũng cần phải có những bước cơ bản như là khai báo thư viện này, nhập biết cái hàm nhập và hàm xuất này. Rồi. Ở đây thì mình đã viết sẵn trước vì đó là rất cơ bản nên là mình đã chuẩn bị sẵn trước. Trong cái thư viện này thì mình sử dụng cái thư viện Ethereum này, Corneo và Mat này. Và trong cái hàm void nhập mạng này thì mình cũng sử dụng cái câu lệnh goto này. Mình đã nói rất kỹ rồi những cái câu lệnh ở trong cái nhập mạng này. Và phần này thì mình sẽ không nói đến nữa. Đấy. Rồi. Tiếp theo là cái hàm xuất mạng. Hàm xuất mạng thì mình sử dụng cái câu lệnh print, sử dụng một cái vòng lập for với câu lệnh print để xuất từng lần lượt từng cái giá trị mạng ra. Rồi, sau khi đã xuất mạng và nhập mạng thì chúng ta sẽ đi vào cái hàm liệt kê. Ở đây mình đặt cho nó là kiểu void. Mình đặt tên cho nó là liệt kê luôn. Và trong cái hàm liệt kê này thì chúng ta cần phải có những gì? Đầu tiên là kiểu của mạng này. Sau đó là sẽ đến n này. Đúng không ạ? Rồi. Trong cái khối lệnh của hàm void này, liệt kê này thì chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta sử dụng một cái vòng lập for. Để mục đích gì? Để mục đích là chúng ta sẽ lấy đi đến từng cái phần tử của mạng này. Đấy. Đầu tiên này, từng phần tử này này, sau đấy phần tử này đấy, sau đó so sánh với những cái số, những cái giá trị liền kề với nó, liền sau nó đấy. Sử dụng vòng lập for này với cái biến chạy là y này, để tạo giá trị ban đầu cho nó bằng 0 này. Và cái y này nó phải bé n này, sau đó sẽ là y cộng cộng này. Rồi, trong cái vòng lập for này thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ kiểm tra cái điều kiện. Nếu như mà này, cái giá trị AI lớn hơn cái trị tuyệt đối. Trị tuyệt đối thì mình dùng cái hàm FABS. Đấy, đó là một cái hàm để tính giá trị tuyệt đối. Và cái đây sẽ là AI cộng 1, đúng không ạ? Thì ở đây mục đích là mình sẽ so sánh cái giá trị AI này với cái giá trị liền sau của nó là AI cộng 1. Đấy, so sánh AI với giá trị tuyệt đối của cái số liền sau của nó là AI 1 cộng 1.
Và nếu như cái biểu thức trong cái câu lệnh if này nó đúng thì nó sẽ làm công việc là gì? Thì nó sẽ in ra cái giá trị AI đó. Do AI là số thức đúng không ạ? Thì đây mình sẽ đặt là phần trăm 10.3F. Đúng không ạ? Và địa chỉ của nó sẽ là AI. Rồi, để chấm phẩy. Như vậy là mình đã viết xong cái hàm liệt kê. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào cái hàm main. Và trong hàm main này thì mình cần phải làm gì? Đầu tiên, chúng ta cần phải báo cái N. Tiếp theo là cái kiểu của mạng A. Tiếp theo nữa sẽ là mình phải gọi cái hàm nhập mạng. Đúng ạ. Đây sẽ là A và N. Sau đó sẽ là cái hàm xuất mạng. Và sau đó sẽ là cái hàm liệt kê. Liệt kê này thì chính nó là dùng để in ra kết quả thôi ạ. Nên là mình sẽ dùng một cái lời dẫn ở đây là dùng một cái câu lệnh print. Nó chỉ là năng là in ra màn hình một cái câu lệnh thôi ạ, chứ không lấy từ kết quả từ hàm nào cả, hay là mà một cái giá trị nào cả. Đây mình sẽ in ra một cái dòng lệnh là giá trị thỏa mãn mãn là, rồi ok, như vậy thôi. Đấy. Và sau đó sẽ mình sẽ gọi cái hàm mà liệt kê lên. Đây sẽ là A và N thôi. Và sau đó sử dụng thêm một cái câu lệnh get. Và return. Rồi. Sau khi ở đây thì mình đã viết xong cái hàm main. Và viết xong toàn bộ, hoàn thành cái code cho cái chương trình này. Thì bây giờ mình sẽ cùng chạy để kiểm tra xem. Rồi, như vậy là nó không báo lỗi đúng không ạ? Ở đây mình sẽ nhập một phần tử là 4. Và sẽ nhập cái phần tử đầu tiên A0 là 12.5 1. Và đây sẽ là mình nhập bất kỳ thôi ạ. Đấy, thì nó đã in ra cái giá trị của mạng nó làm này. Cái mạng gồm có các phần tử là 12.5 này, 1 này, 72.3 và 1 đúng không ạ? Rồi, ở đây thì nó đã in ra cái giá trị thỏa mãn là 12.5 và 72.3 đúng không ạ? Thì các bạn đã thấy thì cái giá trị 12.5 này nó lớn hơn 1 đúng không ạ? Đấy, và 72.3 nó lớn hơn 1 đúng không ạ? Đấy. Thì đó là đến đây thì mình đã giải quyết được xong cái bài tập số 24 này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.